Hello, chào mừng các bạn tới với Unit 34 của sách Destination B1. Trong chuỗi video dạy ngữ pháp cho lớp Pine and Maroon. Trong Unit 34, các bạn mở ra sách ra trang 142 để notes lại trong khi nghe giảng nghe. Đó là bài Direct and Indirect Objects. Đầu tiên, khái niệm objects trong bài này có nghĩa là tân ngữ. Và để biết rõ hơn thì chúng ta phải quay lại tìm hiểu một cách kỹ hơn về cái verb trước. Đây, động từ. Động từ là cái từ đứng sau chủ ngữ. Như bạn, I love apples thì love là verb nè. And my mom loves oranges. So trong câu này mình sẽ có subject I love là động từ và objects là tân ngữ. Oranges là tân ngữ. Ok, thì bài này mình sẽ học là có một số động từ á, nó sẽ phía sau nó sẽ có một tân ngữ, một số động từ phía sau có hai tân ngữ và một số động từ phía sau không có tân ngữ nào cả. Đây, đầu tiên thì đó là khái niệm transitive and intransitive verb. Đây, transitive verbs có nghĩa là ngoại động từ, các bạn note lại trong sách nha. Để lên lớp thầy hỏi á. Ngoại động từ có nghĩa là động từ mà phía sau nó luôn phải có tân ngữ. Ví dụ I like bananas, mình không thể nói là I like không được, I like không, xong đứng yên không có gì hết thì câu sẽ bị nonsense, không có nghĩa. Or I gave her a present, I gave her a present, her là tân ngữ, a present là tân ngữ. Ok, thì động từ like và động từ gave là ngoại động từ, trong khi đó đối diện với nó trái nghĩa thì nó có nội động từ intransitive verb, có nghĩa là động từ mà phía sau không bao giờ có tân ngữ. For example, he's sleeping, ví dụ mình nói he's sleeping in his bed thì cái in his bed này là trạng từ, tại vì nó có giới từ này cộng với danh từ này, vậy thì cái này là trạng từ thôi chứ không phải là tân ngữ. He's sleeping là nội động từ bởi vì sau nó không có thể có tân ngữ. Or he walked to school thì walked cũng là nội động từ bởi vì to school là trạng từ thôi. Thì bởi vì nó không có tân ngữ phía sau cho nên intransitive verb sẽ không bao giờ có thể chia thêm bị động được, bởi vì bị động vốn dĩ người ta sẽ dùng cái object để đi lên trước chủ ngữ mà. Ví dụ I gave her a present thì mà a present was given, còn thằng này nó đâu có một cái tân ngữ nào phía sau để đưa lên trước được, cho nên cái thằng nội động từ thì mình sẽ không thể chia bị động được. Chỉ có ngoại động từ thì chia bị động thôi, passive voice. Thì trong cái thằng ngoại thầy vừa mới giảng xong cái phần verbs without object đó nghe các bạn, đó là nội động từ á. Những động từ như là fall down, get up, grow, happen, laugh, run away, những động từ này thì gọi là nội động từ bởi vì nó không có tân ngữ phía sau. Rồi trong cái thằng mà ngoại động từ á, động từ có tân ngữ á, thì nó lại chia ra hai loại. Một số động từ thì nó chỉ có một object thôi, thì đó là cái bảng này verbs with one object. Ví dụ borrow, drink, drive, and eat. Các bạn coi thêm cái danh sách từ động từ này ở trang 142 của Unit 34 Destination B1. Like, I borrow some money. I drink a cup of coffee. I drive my car. Or I like to eat a banana. Đây là hai trường hợp. Rồi, đây là hiện tại tiếp diễn này. He is eating a banana thì a banana là một tân ngữ. I can drive a car là một object. Xong. Tuy nhiên có những cái động từ khác như là bring, give, lend, buy and make thì là những động từ mà có hai tân ngữ phía sau. Nó có thể có một tân ngữ cũng được, nhưng mà nó có thể đi với cả hai tân ngữ. Ví dụ nhìn vào example này. He bought me some cake. Trong trường hợp này có me là tân ngữ số 1 này. Some cake là tân ngữ số 2 này. Rồi. Rồi giờ thì bây giờ mình sẽ phân tích lại cái câu này
ở một cái lăng kính bự hơn. Brought là động từ và phía sau nó là hai tân ngữ. Vậy thì tân ngữ nào là tân ngữ direct, tân ngữ nào là tân ngữ indirect? Tại vì cái title, cái tiêu đề của bài 34 là direct object và indirect object mà. Thế các bạn đoán xem thì thằng nào sẽ là tân ngữ trực tiếp, thằng nào lại là tân ngữ gián tiếp? Các bạn đoán được không? Oh no. Ok. Rồi. Nguyên tắc nha, tân ngữ trực tiếp á sẽ là cái object mà trực tiếp chịu tác động của cái động từ đó đầu tiên. Cụ thể, động từ là động từ brought. Thì cái tân ngữ me hay là tân ngữ soft ở some case mới là cái tân ngữ chịu tác động đầu tiên bởi cái động từ đó, thì chính là some case. Cho nên some case nó gọi là tân ngữ trực tiếp. Bởi vì anh ấy mang á, là mang những cái bánh, còn đưa cho tôi á, cũng được, mà đưa cho ai đó thì cũng được. Cho nên là việc mang với cái bánh là đầu tiên, cái bánh là được mang. Rồi anh ấy mang tới đâu? Mang tới tôi, hoặc là mang tới chị của tôi, hoặc mang tới cửa hàng. Thì cái đó là cái tân ngữ đằng sau, tân ngữ gián tiếp. Nó sẽ chịu tác động sâu bởi cái động từ brought này. Ok. Bây giờ mình coi lại cái câu này được viết ở một cái phiên bản khác. Đó là he brought me some cake. Câu này nghĩa y chang với câu trên, nhưng bây giờ mình đã đưa cái tân ngữ trực tiếp lên. Bây giờ thì nó đứng some cake ở phía trên á, là nó mà cuối, bây giờ nó đứng ngay sau động từ rồi. Nhưng mà việc thay đổi chỗ này của nó không ảnh hưởng tới việc nó là tân ngữ trực tiếp hay gián tiếp. Nó vẫn là direct object, nó vẫn đi với brought some cake to me. Nhưng lúc này cái thằng tân ngữ gián tiếp mà đứng sau á, thì nó phải đi với to, chứ nó không phải là he brought some cake me, nó sẽ không có nghĩa. Ok, các bạn nói ha, câu này với câu này nghĩa y chang nhau, người ta chỉ đổi cái vị trí của tân ngữ trực tiếp với tân ngữ gián tiếp thôi. Nếu mà tân ngữ gián tiếp nằm đằng sau thì nó sẽ có một cái giới từ như thế này. Một cái example thứ hai, he made me some cakes, he made some cakes for me. Thì lúc này nó không phải là giới từ to nữa mà là for. Vậy thì khi nào mình biết đó là to hay for thì có ghi sẵn này này. Các bạn có thể coi thêm các cái danh sách động từ mà đi với hai tân ngữ ở trang 142 ở unit 34 nghe, cái bảng thứ ba. Thì có ba động từ make, buy với get thì nó sẽ đi với for trong trường hợp này. Và nó đi sẽ to cho các verb còn lại. Ok. Đây, một cái phần lưu ý thêm ở ở cái câu này là bởi vì nó có tới hai tân ngữ lận. Phần watch out trong trong 142, phần watch out cuối cùng của các bạn. À không phải phần watch out mà phần helpful hint. Bởi vì nó có hai tân ngữ, some k là một, me là hai. Cho nên câu này á thì nó được viết ở hai dạng bị động lận. Tới hai cách để viết bị động bởi vì nó có hai object mà. Thì mình đưa cái tân ngữ trực tiếp lên mình có some k này. Đó, mình đưa tân ngữ gián tiếp lên mình có ai này. Hai, tới some k were made for me by him or I was made some k for by him. Chỗ này thì nếu mình để cái từ given thì nó sẽ make sense hơn. I was given some cakes by him. Đó. Tới hai cách để mà viết bị động luôn. Đưa cái tân ngữ trực tiếp lên một câu bị động, đưa tân ngữ gián tiếp lên câu động. Qua mình nhìn lại trong sách này. Jill was given some flowers or some flowers were given to Jill. Xong. Đó là tất cả những kiến thức của Unit 34. Thì các bạn đặc biệt chú ý cái phần to với for này khó thôi. Còn lại thì rất là easy. See you next time.